Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 33 Xin mời Mở bản kinh xa Khoa chú Nguyễn Trung trang 11 Khoa chú Nguyễn Trung trang 11 Mời xem kinh văn Địa tạng bạch ngôn, nhân giả, thiết vi chi nội Hữu như thị đẳng, địa ngục, kỳ số vô hạn Chữ như thị trong như thị đẳng Là chỉ Địa ngục vô gián Địa ngục A tỳ Và 22 loại Địa ngục như đã nói phía trước Tên gọi của địa ngục quá nhiều là nguyên nhân gì chúng ta có thể tưởng tượng được là do chúng sanh tạo tác tội nghiệp địa ngục của thế gian này quá nhiều rồi cho nên ở chỗ này chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục quả báo trên kinh điển nói chúng ta cần hiểu rõ nghiệp nhân của nó nói đến nghiệp nhân chúng ta liền hiểu được quả báo tương lai họ gặp phải những chuyện này đều là chân tướng sự thật tuyệt đối không phải phật bồ tát vì giáo hóa chúng sanh mà giả thuyết ra những chuyện này để khuyên chúng sanh đoạn ác tu thiện chúng ta nghĩ như vậy thế thì hoàn toàn sai rồi là trái ngược với chân tướng sự thật rồi cho nên tóm lại chúng ta phải nhớ kỹ phật nói với chúng ta là nguyên lý của vũ trụ nhân sanh đây là nói đạo lý căn bản đạo lý căn bản trên kinh hoa nghiêm nói Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói đạo lý căn bản. Lại nói với chúng ta là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên trong tâm bạn nghĩ gì thì nó sẽ biến hiện ra cảnh giới ấy. Toàn bộ tất cả tướng cảnh giới đều không phải chân thật. Tại vì sao nói không phải chân thật? Vì đang chuyển biến theo từng sát na Làm sao có thể là chân thật được chứ Tuy không chân thật Nhưng nếu bạn mê ở trong cảnh giới này Bạn liền có cảm thọ của khổ lạc ưu hỷ Đây là thật chứ không phải là giả Sau khi giác ngộ Thì những cảm thọ này đều không còn nữa Họ thật sự sáng tỏ trở lại rồi bất luận là nghiệp nhân quả báo có hay không có nghiệp nhân quả báo vẫn là có nhưng cảm thọ khổ là ưu hỷ không còn nữa nhà phật nói đoạn phiền não là cái ý nghĩa này không phải không có tướng của phiền não không phải không có nghiệp của phiền não chỉ là không có cảm thọ của phiền não mà thôi bạn đã quán không rồi trong tâm kinh nói quán tự tại Bồ Tát đó là trí huệ cao độ rồi khi hành sâu bát nhã ba la mật đa đây là dùng trí huệ cao độ soi thấy năm uẩn đều không năm uẩn có hay không năm uẩn chính là nói thế giới hiện thực của chúng ta có hay không có tuy có có chính là không cho nên trên kinh nói sắc tức là không không tức là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là có có không tồn tại đồng thời có không là một sự việc không phải hai sự việc cho nên nói tướng có thể không thọ dụng có mà không sanh tình chấp Vậy là được đại tự tại rồi Không phải không có thọ dụng là có thọ dụng Có thọ dụng chính là nói ở trong đây Tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Không có cái thứ này Thì thọ dụng của bạn là tự tại rồi Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì ở trong thọ dụng Bạn nhất định có đủ thứ cảm thọ khổ lạc ưu hỷ tạo nghiệp thì đâu có lý nào không thọ quả báo chứ chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này từ nay vì sao không tạo nghiệp nữa? cho nên bước vào niệm Phật đường thân tâm thế giới thấy đều buông xả một câu Phật hiệu niệm đến cùng chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc cổ đức nói là chỉ mong thấy di đà lo gì không khai ngộ thế gian và xuất thế gian chỉ có sự việc này là chân thật còn những thứ khác đều là hư vọng không đáng để so đo không đáng đem nó để ở trong tâm nếu như để nó ở trong tâm vẫn so đo như cũ, vậy nghiệp bạn tạo chính là nghiệp luân hồi. Cho nên cái gọi là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Vậy thì đủ thứ khổ báo trong lục đạo tam độ bạn vẫn phải nhận lấy. Sự việc này nói ra chẳng bao giờ hết. Làm người giết gì Phải làm những chuyện ngu ngốc này chứ Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Phía dưới Bồ Tát Địa Tạng lại nói cho chúng ta 22 loại địa ngục Mời xem Kinh Văn Cánh hữu khiếu hoáng địa ngục Khiếu hoán là thọ khổ đến cùng cực Kêu la không ngừng Bạc thiệt địa ngục Phấn niệu địa ngục Đồng tỏa địa ngục Hỏa tượng địa ngục Hỏa cẩu địa ngục Hỏa mã địa ngục Hỏa ngưu địa ngục Hỏa sơn địa ngục Hỏa thạch địa ngục Hỏa sàn địa ngục Hỏa lương địa ngục Hỏa ưng địa ngục cư nha địa ngục bác bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cước địa ngục đảo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa lan địa ngục bồ tát địa tạng nói một lượt nói ra hai hai loại địa ngục này khiếu hoáng địa ngục trong kinh trường A-hàm Nói tám địa ngục nóng lớn Thì địa ngục thứ tư Thứ năm Đều gọi là địa ngục khiếu hoán Trong kinh nói với chúng ta Nghiệp nhân nào đọa địa ngục này vậy Sân hận Tà ác Người có tâm như vậy tạo tác đủ thứ ác nghiệp thì đọa địa ngục này lại nói bởi do tập khí tà ác rất nặng gặp phải một chút duyên nó cũng khởi hiện hành cũng chính là hơi có một chút bất như ý nó liền phát tác ngay tạo tác đủ thứ tội lỗi ác vậy thì đọa địa ngục lớn khiếu hoáng bạc thiệt địa ngục phẫn niệu địa ngục đều là do tạo khẩu nghiệp khẩu nghiệp có bốn loại Nói dối Nói lời thô ác Nói hai lời nói theo dệt Tạo loại khẩu nghiệp này Thì đọa địa ngục bạc thiệt Địa ngục phẫn niệu Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lúc giảng kinh đã nhắc đến địa ngục này Thầy nói rất cảm khái Lúc thầy còn trẻ Rất nghĩa hiệp Làm chuyện hào hiệp trượng nghĩa Mà chẳng màng gì Dù có đỏ địa ngục cũng chẳng sao Cuối cùng về sau khi xem thấy địa ngục phẫn niệu Thầy đã nói cái này không được rồi Cái này không thể chịu nổi Phẫn niệu không phải giống như nước Là giống như nước lửa đun sôi vậy Để cho bạn ở trong đó thọ cái này rất khó chịu thầy nói núi đau rừng kiếm cũng không sao thầy xem thấy địa ngục này thì hãi hùng rồi địa ngục đồng tỏa ở trong kinh quán phật tam muội cũng gọi là địa ngục hắc thần trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Nói rất rõ ràng Đọa vào địa ngục này Một ngày một đêm Trải qua khổ sở Không thể nói hết Nghiệp nhân này Là bởi do chúng sanh ngu si Chúng sanh này bao gồm Cả đệ tử Phật Cũng chính là bao gồm chúng ta Ở trong đó đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác Giới thiệu sai đi ý nghĩa rồi Cái gọi là Pháp Thì nói là chẳng phải Pháp Chẳng phải Pháp nói là Pháp Phạm giới tuy không nặng Mà không biết sám hối Nên đọa vào địa ngục này Hóa tượng địa ngục voi lửa. Trên kinh nói đây là voi lớn. Hết thảy những động vật này ở trong địa ngục đều là do tánh thức biến hiện ra. Mà con voi này toàn thân đều là lửa nếu như lúc voi nổi điên lên tấn công người thì sức mạnh của nó rất lớn không có cách gì chống đỡ nổi cho nên voi khi nổi điên nó muốn giết người trên kinh nói đây là nghiệp nhân gì là do con người lúc ở thế gian thích uống rượu làm vui mỗi lần uống đều uống đến say mềm say rồi thì loạn tánh tạo tác sát đạo dâm vọng có thể hại chúng sanh cho nên sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục này hỏa cẩu địa ngục chó lửa phía sau nói là hỏa mã hỏa ngưu ngựa lửa trâu lửa tình hình cũng rất giống nhau nhưng nghiệp nhân khác nhau trên kinh này nói ở thế gian những loại nghề như nuôi tầm ươm kén nuôi tầm ươm kén giết hại rất nhiều mạng sống cho nên người xuất gia vì muốn nuôi dưỡng tâm từ bi cho nên không ăn thịt chúng sanh không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mặc y phục cũng lại như thế nếu như y phục của bạn làm bằng da Thì không có khác gì so với ăn thịt Là mặc y phục từ da của chúng sanh Sao có thể đành lòng được chứ Mùa hè mặc y phục tơ lụa Tơ lụa là do tầm nhã tơ Bộ y phục này của bạn Phải có bao nhiêu con tầm bị mất mạng chứ Bạn mới mặc được bộ y phục này Cho nên tứ chúng đệ tử xuất gia hay tại gia trong nhà Phật Đều không đành lòng Quần áo giải Đủ để giữ ấm rồi Tại vì sao phải dùng tơ lụa Tại vì sao phải dùng da và lông chứ Phật giáo hóa chúng sanh Rất thấu tình đạt lý Chứ không phải không nói đạo lý Người thể chất yếu ớt Người rất sợ lạnh Không mặc áo da thì không ấm được Vậy liền có khai duyên Người này có thể mặc được Trên giới kinh phần lớn nói Thứ nhất là bị bệnh Thể chất rất suy yếu Ngoài ra là tuổi già Sức đề kháng suy yếu Trên 70 tuổi Sức đề kháng đã suy yếu Thì có thể khai duyên Có thể mặc y phục bằng da Sức khỏe của chúng ta rất khỏe mạnh Rất cường tráng Có sức đề kháng mà mặc những bộ y phục này Thì không có khác gì so với ăn thịt chúng sanh Bình thường tạo những nghiệp nhân này Đều cảm thấy rất bình thường Đều không có để ý đến Đâu có biết là Sẽ bị quả báo nghiêm trọng đến như vậy Không đọc kinh thì không biết được khi đọc kinh rồi chị mới biết Hỏa mã, hỏa ngưu Ngựa lửa, trâu lửa Cũng là cùng loại với loài này Loài này Toàn thân đều là lửa Bị nung nấu Bởi những con thú lửa này bị chúng tấn công Con người ở trong đây Bạn sẽ bị chó cắn Bị ngựa đá Bị trâu hút Toàn thân đều là lửa Thứ 9 Hỏa sơn Núi lửa Thứ 10 Hỏa thạch Là đá lửa trên kinh khởi thế gọi là địa ngục trúng nghiệp Phần trước chúng ta xem thấy giáp sơn là giống như ý nghĩa này Thứ 11, địa ngục hỏa sàn Là giống như địa ngục thiết sàn Nói ở phần trước rồi Đều là quả báo của dâm vật Quả báo của tà dâm Thứ 12, hỏa lương địa ngục Lương chính là rường xà sắt, trụ sắt Để cho người ta ôm ở trên đây Là hoàn toàn giống như hình phạt, bào lạc, thiết trụ Mà phần trước chúng ta đã nói Hỏa ưng địa ngục Là giống như địa ngục thiết ưng đã nói ở phần trước Mỏ của chim ưng sắc Vô cùng sắc bén Chuyên đi Mổ lấy mắt của tội nhân Loại này toàn thân cũng đều là lửa Đời người ở thế gian Tuổi thọ rất ngắn ngủi Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Cho nên cho rằng không có quả báo Bạn nghĩ như vậy là sai rồi Khởi tâm động niệm Đều cảm thọ đến quả báo Huống chi lời nói việc làm tạo tác chứ thứ mười bốn cự nha địa ngục đây cũng là do ác khẩu chiêu cảm nên quả báo bạc thiệt cự nha đều là quả báo của khẩu nghiệp thứ mười lăm địa ngục bác bì cũng có kinh điển gọi địa ngục này là đại quyện chính là lột da ra cuộn lại <laughs> nghiệp nhân này phần lớn là giết hại chúng sanh lột da của chúng sanh đoạt mạng của chúng sanh nên cảm thọ quả báo này hay nói cách khác. Chúng ta tạo tác như thế nào thì tương lai sẽ thọ quả báo như thế đó. Cổ đức thường hay khuyên mọi người. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Thường suy nghĩ đến câu nói này Ta không muốn thọ Thì nhất định không thể gây ra cho chúng sanh Không những là đối với người Mà đối với tất cả mọi động vật Đều không được phép Những động vật này nói thật ra là Không có khác gì so với con người Do nghiệp chướng của nó quá nặng Đó làm thân xúc sanh Chúng ta tốt hơn nó một chút Là được thân người Nếu chúng ta tạo tác tội nghiệp cực nặng thì tương lai cũng biến thành thân xúc sanh. Xúc sanh đâu có khác gì so với con người chứ. Con người yêu quý mạng sống của mình thì xúc sanh cũng yêu quý mạng sống của nó. Người khác giết hại chúng ta thì chúng ta có tâm oán hận trả thù, xúc sanh cũng vậy. Bạn ước hiếp nó, tổn hại nó, nó cũng có tâm oán hận trả thù. Cho nên việc gì phải kết oán thù với chúng sanh chứ Hiểu rõ đạo lý này Sẽ không dám khởi tâm ác Tự nhiên sẽ không dám động niệm ác Không dám tạo ác nghiệp Thế nhưng một người ở thế gian Từ vô thủy kiếp cho đến nay Tập khí ác Rất nặng Tự mình không có cách gì khống chế được Lại cộng thêm ác duyên ở bên ngoài Từng giây từng phút đang cám dỗ bạn Bên ngoài cám dỗ Bên trong có phiền não Thì làm sao có thể không tạo nghiệp được chứ cho nên thế tôn chỉ dạy chúng ta dùng sức định huệ hàng phục ma oán câu nói này vô cùng quan trọng huệ là gì vậy đối với nghiệp nhân quả báo thấy được rất rõ ràng rất minh bạch đây chính là trí huệ cảnh giới hiện tiền tâm địa thanh tịnh như như bất động Đây là định công Bạn có định công Bạn có trí huệ Bạn mới có thể khống chế được tập khí viên não của mình Không để cho nó phát tác Chỉ dựa vào khống chế Là việc tương đối khó khăn rồi Nhất định phải chuyển đổi ý nghĩ trở lại Cố hết sức tu thiện Chuyển dời sức chú ý Việc này dễ dàng Một lòng một dạ hướng về đường thiện Thành tựu chúng sanh Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ Thường xuyên tư duy Cách làm của chư Phật Bồ Tát là như thế nào? người ta làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta xem phát tâm học phật cũng có bi nguyện muốn rộng độ chúng sanh cái nguyện này rất tốt xây đạo tràng dựng pháp tràng độ chúng sanh là sự nghiệp tốt Thế nhưng loại sự nghiệp này Nhất định phải có nhân duyên Trong ngoài chính mùi Nếu như duyên không chính mùi Chính mình đi làm sự nghiệp này Nếu có một mảy may gượng ép Vậy thì sai rồi Phật ở trên kinh nói với chúng ta Giả như cúng dường hằng xa thánh Không bằng kiên dõng cầu chánh giác Câu nói này là gì? Duyên độ chúng sanh chưa có chín mùi Thì phải tự độ mình trước Duyên chính mùi rồi Thì có thể quên mình vì người Chư Phật Như Lai Biểu diễn ra hình ảnh cho chúng ta xem Bạn xem thế giới Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật Ở nơi đó Xây đạo tràng Dựng pháp tràng Phổ độ tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Bình đẳng thành Phật Việc này thật hiếm có Chư Phật như lai mười phương Có trí huệ của a di đà Phật không? Có bi nguyện của a di đà Phật không? Có thần thông năng lực của a di đà Phật hay không? Đều có Mỗi một đức Phật đều bình đẳng. Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao tất cả chư Phật không tự mình xây dựng thế giới cực lạc? A Di Đà Phật xây dựng thế giới cực lạc, tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không xây dựng thế giới cực lạc? Thích Ca Mâu Ni Phật không thua kém đức Phật A Di Đà. Không kém, không kém hơn ngài. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến Có thấu hiểu được ý nghĩa này hay không? Tất cả chư Phật như lai mười phương Đều không xây dựng Vì a di đà Phật đã xây dựng rồi Tất cả chúng sanh thể đều đi gần gũi Ngài Một tức tất cả Tất cả tức một Đây là chân lý Là chân tướng sự thật nếu mỗi vị Phật đều lập nên thế giới cực lạc Thì mọi người đối lập với nhau rồi Đôi bên đều muốn đấu tranh Nhất định là Đã tự khen mình chê người Sẽ xuất hiện cái vấn đề này Nên đạo tràng chỉ có một cái Tận hư không khắp pháp giới Chỉ có một đạo tràng Tất cả chư Phật mười phương ba đời Đều khuyên bảo đệ tử của mình Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Việc này có người làm rồi Thì chúng ta không nên làm nữa Phật Thị hiện cho chúng ta xem Chúng ta ở trong đây phải thể hội cho được Ở Trung Quốc cổ đại đạo tràng lớn nhỏ đều xây dựng khắp trong xã hội xây dựng khắp nơi nguyên nhân là gì do giao thông không phát triển tu học không thuận tiện nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh nơi này nên xây đạo tràng ở nơi đó vì không có phương tiện giao thông cho nên phải xây dựng đạo tràng ở khắp nơi mới có thể rộng độ chúng sanh ngày nay có cần thiết không không cần thiết cho nên những năm trước tôi lần đầu tiên đến bắc kinh viếng thăm cụ triệu phát sơ tôi liền bàn với ông ngày nay nếu xây dựng đạo tràng thì toàn thế giới chỉ cần xây một cái thôi Tôi kiến nghị với ông như vậy Mười tông phái đại thừa Và tiểu thừa Phật giáo Trung Quốc Mỗi một tông phái xây một đạo tràng Không nên xây cho thật nhiều Nhân lực, tài lực, vật lực Thấy đều tập trung Để xây một đạo tràng thì có thể độ chúng sanh trên toàn thế giới Ngày nay du lịch vòng quanh trái đất chỉ cần hơn hai ngày Người muốn học tịnh độ thì đến đạo tràng tịnh độ để tu học Người muốn học thiền tông thì có đạo tràng thiền tông để tu học Tất cả đại đức thiền tông trên toàn thế giới đều tụ tập về một nơi này Bạn quá gần gũi quá thuận tiện rồi Không giống như trước đây giao thông không được thuận tiện Nhất là hiện nay nó đến chuyện hoàng pháp lợi sanh chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật lợi dụng truyền hình vệ tinh lợi dụng mạng internet có thể truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới mỗi người ở tại nhà đều có thể tiếp nhận được các vị thử nghĩ bạn phải xây nhiều đạo trang như vậy để làm gì hao tài tốn của tại vì sao không dùng sức lực lại mà dùng bạn muốn làm lãnh tụ được chúng tôi sẽ ủng hộ bạn làm lãnh tụ người nào làm lãnh tụ cũng như nhau mà toàn bộ chúng tôi đều ủng hộ đều cúi đầu mời bạn đến làm lãnh đạo người làm lãnh đạo phải hy sinh phụng hiến họ rất vất vả chúng ta là người giúp đỡ nên rất thoải mái không có cảm giác trách nhiệm hết lòng hết sức ở bên cạnh trợ giúp cho nên ở thời đại này rất nhiều người nói thế giới thu nhỏ thế giới giống như một thôn nhỏ vậy mỗi thôn một đạo tràng là đủ rồi hai đạo tràng là quá nhiều cho nên nhất định phải biết Hiện nay là thời đại như thế nào Và công việc hoàn pháp lợi sanh của chúng ta Phải làm như thế nào Nếu như Nguồn nhân lực chúng ta thật sự tập trung được Thí dụ chúng ta Đây là tịnh độ tông Người học tịnh độ tông Đều có thể tụ tập lại với nhau Mỗi ngày Mỗi người cùng nhau Nghiên cứu thảo luận kinh giáo Trao dồi gọt dũa Chăm chỉ tu học Đang không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình Giảng kinh thuyết pháp Giáo hóa chúng sanh Lợi dụng khoa học kỹ thuật đem việc dạy học này đưa đến từng gia đình của mỗi người vậy thì thế giới này chỉ cần một đạo trang là đủ rồi nếu sức người phân tán thì sự việc này nhất định không thể làm được cần phải tập trung nhân lực tài lực vật lực thì sẽ dễ làm quên mình vì người không có chính mình Thì đời này chúng ta mới có thể được độ Khởi tâm động niệm di mình Khởi tâm động niệm là đạo tràng của tôi Khởi tâm động niệm là khu vực của tôi Thì bạn vĩnh viễn Không thể lìa khỏi lục đạo luân hồi rồi Vì sao vậy? Chấp trước lục đạo là của tôi Chấp trước địa ngục A Tỳ là của tôi Thì sao bạn không đọa địa ngục được chứ? Sao gọi là chấp trước địa ngục a tỳ, chấp trước tham sân si mạn chính là địa ngục a tỳ. Bạn muốn tạo tội nghiệp rồi. Người nào có thể giảng sanh, xả bỏ thế giới ta bà. Buông xả tất cả không cần nữa thì người này mới có thể thoát khỏi được. hướng về tịnh độ thì nhất định được sanh tịnh độ đây là đạo lý nhất định là chân tứ sự thật chúng ta đọc kinh địa tạng hiểu rõ nỗi khổ sở của tam đồ lục đạo hiểu rõ khởi tâm động niệm tạo tác ác nghiệp thì sẽ thọ quả báo quả báo này trên kinh nói thời gian trong mỗi địa ngục đều là vô số kiếp lúc chúng ta tạo thì rất dễ dàng trong thời gian rất ngắn nhưng tương lai thời gian của quả báo rất dài từng câu tôi khuyên nhủ mọi người đó là lời chân thật Tôi nói với bạn Niệm Phật một ngày trong niệm Phật đường Công đức đó là vô lượng vô bi Nghĩa lý ở trong đây rất sâu xa Nếu đem những đạo lý sự tướng này giảng rõ ràng Thì một vài năm cũng không có cách gì nói hết được phật ở trên kinh thường nói cho dù chư phật như lai cùng nhau để nói nói đến một kiếp cũng không thể nói hết cho nên chúng ta dứt khoát không nên xem thường những cụ bà mỗi ngày đang làm công quả quét dọn lao bàn ở cư sĩ lâm phước đức của họ người trên toàn thế giới cũng không có cách gì sánh với họ được Chúng ta luôn cho mình là đúng Còn khinh thường họ, xem thường họ Người ta đó là Bồ Tát, là Phật Nếu các bạn không tin Các bạn đọc thấy ở trong truyện ký Phong Cang, Hàng Sơn, Thập Đắc Ở chùa Quốc Thanh trước đây Không có ai xem trọng họ Ăn mặc thì rách rưới Điên điên khùng khùng Đi làm những công việc nặng nhọc nhất phong can thì làm việc ở kho giả gạo đổ rác còn hàng sơn thập đắc thì nhóm lửa trong nhà bếp chẻ củi nhóm lửa có ai biết được phong can là a di đà phật tái lai hàng sơn là văn thù thập đắc là phổ hiền là văn thù phổ hiền tái lai bạn đừng thấy những người lao động chân tay này mà xem thường có rất nhiều người là phật bồ tát hóa thân ở trong đó làm sao bạn có thể biết được phàm phu mắt thường ở đó khinh thường họ coi khinh họ thì bạn đang tạo tội nghiệp rồi bạn đợi lúc nào thấy họ giảng sanh tướng lành hiếm có thì mới biết được lời tôi nói trên bục giảng không phải là giả sau khi niệm Phật đường này mở ra Như định là có người đang đứng mà giảng sanh Đang ngồi mà giảng sanh Không bị bệnh Biết trước giờ ra đi Không phải là người bình thường có thể sánh được Người ta chân thật là Phật Bồ Tát Chúng ta chỉ có một chút xíu phước báo nhỏ Là cống cao ngã mạng rồi Luôn cho mình là đúng Mở kinh địa tạng ra có tội nghiệp nào mà không tạo chứ Hiện nay vẫn tiếp tục không ngừng đang tạo Vẫn không biết sửa lỗi Vẫn không biết quay đầu Niệm Phật một ngày trong niệm Phật đường Đã cảm thấy mệt chịu không nổi rồi Đó là vì nghiệp chướng hiện tiền Niệm Phật đường đúng là tiêu nghiệp chướng cho bạn Mấy ngày đầu nghiệp chướng hiện tiền Nếu như bạn nhẫn nại được Có thể dũng mãnh tinh tấn Thì nghiệp chướng được hàng phục rồi Niệm được 3 tháng đến nửa năm Thì nghiệp chướng tiêu rồi Bạn liền được trong lành tự tại Thân tâm yên ổn Pháp hỷ sung mãn Niệm Phật đường chúng ta mở vẫn chưa được mấy ngày có nhìn thấy được pháp hỷ sung mãn hay không? Có Cũng không ít Những người nào vậy đều là những cụ bà đó Họ đều pháp hỷ sung mãn Họ gặp cư sĩ Lý Mộc Nguyên liền hỏi ông Đến lúc nào mở tiếp Lý Mộc Nguyên nói mỗi tuần mở một lần Họ nói ồ sao lâu quá vậy Cho nên bạn hãy nghĩ xem đây là đạo tràng gì Không phải do con người dựng nên Mà là do Phật Bồ Tát dựng nên Nếu chúng ta tự cho mình có công ở nơi đây Là do chúng tôi xây dựng thế thì quá đổi sai lầm rồi Là mạo nhận công đức của Phật Bồ Tát cho là của mình Thế thì nguy hiểm vô cùng Chúng ta chẳng qua chỉ làm ít việc cho Phật Bồ Tát mà thôi Chỉ là làm việc lạc vặt mà thôi Tự mình nhất định phải biết Chính mình là thân phận gì ở nơi đây Thì chúng ta mới chân thật Được Phật Bồ Tát gia trị Được Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ Ủng hộ là hộ đạo tràng Là hộ trì những người niệm Phật này Chúng ta chỉ được thơm lây mà thôi Nếu nói hộ trì chúng ta Thế là bạn hoàn toàn sai rồi Chúng ta đâu có trí huệ lớn như vậy chứ Đâu có phước báo lớn như vậy Cho nên đạo tràng được xây dựng Là do thiện căn phước đức Nhân duyên của chúng sanh nơi đây Chín mùi rồi Chúng ta là rất may mắn Gặp được cơ hội này Mà được thơm lây một chút mỗi câu đều là lời chân thật thứ mười sáu ẩm huyết địa ngục ừ. nghiệp nhân này là do trộm cắp tà hạnh hoặc giả là ở trong đạo tràng tự diện hoặc giả là ở gần đạo tràng tự diễn tạo tác ác nghiệp. Ở trong đây cũng bao gồm nói dối. Đây là ở trong 18 địa ngục lớn. Có một địa ngục tên là ẩm huyết. Huyết này rất khó uống. Hơi thối, dơ bẩn là dòng sông máu Người bị đọa lạc vào trong đây Thứ 17, 18 Thiêu thủ, thiêu cước Loại này cũng là thuộc về Tám địa ngục nóng Trên kinh nói với chúng ta Nghiệp nhân này là Khi có người Ở nhân gian Giết mổ xuất sanh Lúc bạn ăn thịt chúng sanh Bạn dùng dao chặt tay của nó Chặt chân của nó Sau đó cho nó vào trong nồi hầm nấu Người nước ngoài gọi là quay nướng Tương lai bị đọa địa ngục Cũng bị quỷ tốt địa ngục quay nướng Thứ 19 Đảo thích địa ngục Đây là đảo thích Nghiệp nhân phần lớn là do phản bội Phản bội là không thuận Sẽ bị đọa địa ngục này Nghiệp nhân ở trong đây rộng vô cùng phản nghịch cha mẹ phản nghịch sư trưởng cái gọi là nghịch thầy phản đạo đủ thứ hành vi phản bội loại ác nghiệp này thì phải thọ quả báo của địa ngục này hỏa ốc thiết ốc Hai địa ngục này giống nhau Lúc tạo nghiệp nhân nặng hai nhẹ khác nhau Cho nên hai loại khổ báo của địa ngục này Cũng có nặng hai nhẹ không như nhau Hỏa ốc nhẹ Quả báo của thiết ốc thì nặng Thiết ốc cũng là một biển lửa địa ngục hỏa lan trong kinh khởi thế nói là dùng đủ dạng nghiệp nhân bất thiện ở trong đây quan trọng nhất là tâm tham loài xoáy lan tâm tham nặng lan xoáy là một trong những loài thú dữ ở trong các loài giả thú. Người thế gian thường nói lòng lan giả sói. Lòng giả lan sói là ác độc. Chúng ta ở nhân gian nếu tâm này ác độc dùng mọi thủ đoạn tham giành lấy tất cả thì quả báo ở trong địa ngục này Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Như thị đắng địa ngục Kỳ trung các cát phục hữu chư tiểu địa ngục Vô gián A tỳ là địa ngục căn bản Là địa ngục của tội cực nặng Ngoài vô gián A tỳ ra Chính là phần trước Cái gọi là địa ngục lớn Trong mỗi địa ngục lớn Còn có biết bao nhiêu địa ngục nhỏ nữa Hoặc nhất hoặc nhị Hoặc tam hoặc tứ Đại chí bách thiên kỳ trung Danh hiệu các cát bất động Câu nói này là nêu sơ lược qua thôi Là tính lược bớt rồi Nếu nói tỉ mỉ Nói sẽ không hết Cẩn dịch Ba biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà.

分。